Hi, xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái ứng dụng chúng ta có thể là đi bộ, chạy bộ để kiếm tiền nhé. Và rất là may là nó đã bắt đầu bước chân vào trong cái lĩnh vực tiền điện tử. Và hiện tại thì nó đã công bố hợp tác với lại Near. Ở trên màn hình á, mình hôm nay mình thấy ở trên cái tweet của Twitter thì họ công bố là cái mối quan hệ hợp tác với lại cái Squid, gọi là Squid Coin. Và các bạn biết á, trước mình có một cái gọi là một cái đồng coin GMT của cái dự án, cũng là một cái dự án gọi là đi bộ, chạy bộ và kiếm tiền á, chạy bộ và chúng ta kiếm được tiền đấy. Và bây giờ thì đến cái Squid này, nếu mình nghĩ á, nó với cái dự án Squid này á, thì nó sẽ còn hoành tráng hơn so với cái dự án trước kia nữa của con GMT nữa. Tại vì á, cái con Squid này đó, cái lượng người dùng của nó là lên đến hơn 60 triệu người dùng, một con số rất là khủng mà những cái dự án khác nghĩ rằng mơ ước cũng chưa đạt được đến cái lượng đó nữa. Và cái app này đó là bắt nguồn từ năm 2017-18 rồi, mình sử dụng cái app này từ năm 2017-18 rồi. Đây mình sẽ bật cái app này lên cho các bạn xem ha. Đây cái app này là Squid ha, Squid Coin. Đây nó sẽ di chuyển thế này. Lúc chiều mình có bật lên và mình đi vòng vòng thì mình được là 337 bước chân. Nhưng mà cái số dư của mình ở trong đây á, đang có là 257, bởi vì là mình tham gia vào cái app này cũng khá là lâu rồi. Hồi trước thì mình cũng đã có chơi cái app này và rút tiền về cái ví PayPal. Nhưng mà sau này á, là nó không cho thị trường Việt Nam rút tiền nữa, bởi vì anh em cheat app nhiều quá, gọi là gian lận nhiều quá đấy. Với cái app này thì chúng ta cứ đi bộ và chúng ta sẽ nhận được cái đồng là Squid nha. Hiện tại thì nó đang có một cái chương trình đó, là khi mà các bạn mở một cái app mới, mở một cái tài khoản mới đây nè, thì chúng ta sẽ tham gia vào cái lĩnh vực tiền điện tử của họ. Ở đây họ có nói nè, bắt đầu mở vào lĩnh vực tiền điện tử, và hiện tại thì nó đang nằm ở trong cái giai đoạn gọi là chuẩn bị ấy, nó chưa có ra ha, nó chưa có ra mắt cái đồng Swift đó đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể kiếm đồng Swift này và để đó, và khi nào mà bắt đầu là nó cho chúng ta rút á, gọi là đây là một cái chương trình Europe á, đây là một chương trình Europe và cũng mình nghĩ cũng cực kỳ lớn luôn. Nên hiện tại bây giờ thì các bạn có thể làm tạo một cái tài khoản và chúng ta cứ để trong điện thoại ha, chúng ta cứ đi bộ vậy thôi, mình không cần phải chạy bộ nhiều đâu, cứ bỏ điện thoại trong túi quần á và chúng ta đi bộ, thì cứ mỗi ngày vậy thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái đồng Squid này. Mình cũng đi bộ đấy, và bây giờ đang có là 257 nè. Ngoài ra còn có một cách khác để các bạn có thể kiếm được cái đồng Squid này, gọi là chúng ta đang đi nhặt cái đồng Squid này đó, bằng cách là chúng ta sẽ chia sẻ, mời bạn bè của mình á, mời bạn bè của mình tham gia vào trong đây, thì nó sẽ có một cái đường link cho các bạn ha, để các bạn mời cái những cái người mà có nhu cầu giống như chúng ta. Khi mà mời được một người thì nó sẽ tặng cho bạn 5 đồng Squid ha. Mời càng nhiều thì nó sẽ tặng cho mình càng nhiều. Và với cái dự án này thì mình nghĩ rằng là cái độ thành công của nó rất là lớn, và nó sẽ FOMO còn mạnh hơn so với cái con GMT nữa. GMT nó chưa có gì hết, nhưng mà cái con này là nó đã có hệ sinh thái và nó đã có người dùng lâu đời rồi. Bằng chứng là mình tham gia từ năm 2018 đến bây giờ ha. Mình mở lại cho các bạn xem ha, tất cả những cái giao dịch ở trên đây. Đây, bạn thấy mình có một cái lịch sử chuyển cho một bạn khác cũng tham gia cái app á, vào ngày 21 của tháng 11 2018. Mình nói hiện tại app này không cho Việt Nam rút nữa bạn ơi. Đó là mình đã tham gia từ cái giai đoạn đó rồi. Nên là bây giờ là những cái đồng Swift này nó vẫn còn nằm ở trong đây. Và bây giờ thì mình thấy cái chương trình nó hợp tác như vậy á, thì bắt đầu mình lại quay trở lại và mình tham gia với nó. Với cái app này thì các bạn có thể là tải theo cái đường link ở phần mô tả video này ha. Tải theo cái đường link ở đó. Và chúng ta khi mà tải xong á, thì các bạn sẽ đăng nhập bằng cái địa chỉ Gmail hoặc là cái ID Apple của các bạn nếu mà sử dụng trên máy thiết bị của iOS ha. Tuyệt đối là không đăng ký bằng số điện thoại, bởi vì đăng ký số điện thoại thì nó sẽ bị lỗi, nó không gửi code về chúng ta. Mời được một người thì các bạn sẽ nhận được là 5 đồng Squid Coin ha. Và ở đây thì các bạn có cái chương trình là nếu mà mình chạy bộ á, thì mình bấm cái này lên thì nó sẽ nhân hai cái bước chạy cho mình. Mỗi một ngày thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ trong đây, cái daily reward này sẽ làm nhiệm vụ đây, và chúng ta sẽ nhận những cái đồng Squid ở đây ha. Đi bộ cũng được, chạy bộ cũng được. Mình mở lại ha. Đây, Nia nó đã hợp tác với cái con này rồi.
rất là hoành tráng nha. Đây nè, cái này là cái app của nó trước nè, và đây là cái trang cộng đồng nó mới mở ra gần đây, thì nó có nói là tham gia cùng 63 triệu người vào trong lĩnh vực tiền điện tử. Thì cái bước đầu tiên là tải xuống cái app Squidcoin, chọn tham gia tiền điện tử và kiếm tiền xu để yêu cầu Squid ở mùa hè này. Như vậy thì vào khoảng tháng 10, 11 gì đấy thì bắt đầu nó sẽ trả cái đồng Squid này về những bạn mà bây giờ đang tạo tài khoản và tham gia sớm với nó đó, thì nó sẽ trả cái đồng Squid về. Lúc đó thì chúng ta sẽ có thể rút được lên nhiều sàn ha. Đây chúng ta đi vào cái trang web của họ. Ở đây thì họ bắt đầu là với cái trend là move to earn, là di chuyển để mà kiếm tiền và tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Có 64 triệu người dùng ha, và hơn 100 triệu lượt tải về. Và đây là cái app số 1 tại 20 quốc gia, khá là khủng không? Họ có đưa ra thông tin cho chúng ta xem ấy. Rồi, đây là những cái mà đơn vị gọi là đầu tư, trong đó có Near nè, rồi có OKX. Như vậy nếu mà con này nó được lên sàn là nó sẽ lên sàn OKX đầu tiên nè, tại vì nó có một cái quỹ của sàn OKX đầu tư vào trong đây rồi. Rất là khủng ha. Với những cái dự án như thế này chúng ta không tham gia thì còn chờ gì nữa. Cái này thì bây giờ nó hoàn toàn miễn phí, nó không hề tốn một cái gì hết. Các bạn cứ cài vào trong điện thoại, cài cái app này trong điện thoại, và chúng ta cứ bỏ và chúng ta cứ đi bộ, thì mỗi ngày như vậy nó sẽ trả về cho bạn cái đồng Swift. Kèo này thì kèo các bạn cần phải làm nha, nếu mà muốn sau này mà có được nhiều Swift á, thì bây giờ bắt đầu ngay từ bây giờ đi. Cái này theo cái bước này mình cũng có thể gọi là mình đang đào đồng Swift đấy. Ok, mình cũng mới vừa chia sẻ cho các bạn xong về cái ứng dụng là đi bộ kiếm tiền, và hẹn các bạn vào những cái video kế tiếp sẽ cập nhật thêm về cái con Sweetcoin này. Có thể là mình vài hôm, 1 2 ngày nữa mình sẽ ra cái video hướng dẫn chi tiết hơn về cái cách là các bạn cài cái app này như thế nào, tại vì có một số anh chị cái này thì vẫn chưa có rành lắm, nên hôm nay mình chỉ thông báo thôi. Một số bạn thì biết cái này rồi, có thể làm đi làm lại rồi, thì chúng ta nhìn biết thông tin là các bạn sẽ biết làm thế nào với nó thôi. Ok, video này mình sẽ tạm dừng ở đây nhé. Chúc các bạn một ngày thật nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.